Anh nhận được mấy khách SK. Con này SK Thái đó. Mua xe máy. Đéo gì di động vận dụng cả. Đây cho này. Máy chạy rất là đời. Đây, cách đầu tiên kiểm tra một con máy đã lâu ngày, lâu năm, bộ tự động còn chạy tốt hay không, đánh dấu vào đây, bánh xe này. Đấy. Nhìn quay không này. Đây nước này. Bộ tự động hầu như là không không hoạt động mấy này. Quay gần chết được tí này. Đảo chiều cho nào. Ôi. Quay gần chết nó vẫn đứng ở đấy. Nhìn mình tóc thế nào. Nhìn chung là tít, chạy tít. Nhưng bộ tự động hơi kém. Tôi vừa chạy đâu rồi? Mạnh. Đây nha. Đấy đúng vạch này. Đúng ra bộ tự động người ta quay một phát đã chạy đi tận đâu rồi này. Đây, quay hai ba vòng vẫn đứng ở một chỗ, gần như không chạy. Đấy. Đảo chiều xem nào. Đảo chiều gần như không chạy luôn. Nó đứng như một chỗ này. Đấy. Con này nó bị mòn cái bộ tự động rồi. Bộ tự động trong này có một bộ lên cót tự động này, đây là bộ tự động quay trên lên cót này nha, không thắc mắc nữa nhá, thay bộ tự động đi là hết. Vành tóc chạy rất tít, đạt yêu cầu.